Hello và chào mừng em đã quay trở lại với channel của mình nhé. Và clip hôm nay thì mình sẽ cầm lại cây siêu súng lục R1895 nha. Mặc dù là mình cũng đã thực hiện thử thách về em nó rồi nhưng mà có rất nhiều anh em yêu cầu mình. Rồi, tên nào đây? Chạy đi đâu đây? Úi giời, ăn 3 phát rồi này. Ủa thôi, từ từ đã. Đi tìm súng trước, không anh lại nhặt được súng, anh lại dã mình sắp mặt giờ. Ở đấy mà đấm. Ồ đây rồi, vâng, cây siêu súng lục đây rồi. Một cây lục thật sự rất là khắm bựa. À, tên này, chạy lại này. Chạy đi đâu đây? Ui. À đâu, thanh niên này cũng cầm lục này anh em ạ. Nào, ơ kìa, sao lại chạy rồi? Chạy đi đâu? Ui, cái này bắn khó thế. Rồi, một viên này. Nhìn cái gì đây? Ông này vẫn lút. Rồi, chết luôn. Một mạng đầu tiên. Và cái này bắn thật sự nó rất là sida. Nhưng mà được cái là đam nó cực kỳ là mạnh luôn. Không giáp hai viên tầm gần là cũng đủ ra đi đấy. Đừng đùa. Nhưng mà mình cũng phải cầm một cây súng phòng thân anh em ạ. Để cầm mình lục, thật sự mà cầm mình cái lục này mà đấu đấu với lại người ta thì thật sự cũng khá là khó đấy. Rồi, hai tên đều trên nóc luôn. Thanh niên cầm Uzi Silent à? Đây này. Rồi một viên, úi từ. Úi viên nữa rồi, vẫn chưa chết kìa. Úi trời, headshot luôn này, hấp dẫn. Rồi một tên nữa. Đang chạy ngay dưới chân mình luôn này. Hồi máu trước đã, cứ bình tĩnh. Đây, mình nghĩ là ngay chỗ cái phòng này luôn. Đúng rồi. Một viên này. Ui, số gần đấy. Ui dồi ôi. Hai viên là chết rồi anh em ạ. Phê vãi cả trưởng ra. Đây rồi. Đang dự tiệc ở bên này này. Mình qua mình tham gia luôn. À kia kìa. Xe dựng bên ngoài kìa. Đâu nhỉ? Hình như là thanh niên Việt Nam vừa sử dụng cây M16 hay sao ấy. À đây này. Ồ con bot. Đúng là con bot rồi. Cái tên mà bắn M16 trong này đâu nhỉ? Rõ ràng mình vừa nghe ngay chỗ này mà. Ủa con bot bắn này đây. À đây. Vâng, trần luôn. Đúng ông này rồi anh em ạ, Playboy này. Vâng, tình cờ đi ngang qua đâm vào anh đấy luôn, khổ thật. Từ từ đã, mình giết con boss này đâu. Ui, đùa cái lục này khó bắn phết đấy. Tại vì lâu rồi mình cũng chưa cầm lại cái lục này. Biết ngay là thính này bị lốt rồi mà. Hình như là khu nhà này có người hay sao này. Mình nghi lắm. Ở đây, có xe này. Có xe dựng ngay bên ngoài luôn. À, thanh niên ăn thính hay vào nhà thẩm du à. Đâu rồi, ra đây mau. Khẩn trương. Đây, đã nghe. Ngay nhà này luôn anh em ạ. Úi dồi, thanh niên chạy lên trên tầng này. Chạy đi đâu? Úi dồi. Úi từ từ anh ơi. Ui mẹ nó ngồi ok. AUG anh em ạ. Vâng đúng là ông này vừa ăn thính rồi. Ui không được không được không được. Mẹ mình cầm lục này thật sự nó khá là sida. Ông này ăn thính mũ bà giáp ba. Mà cầm cái lục này thì không biết là bắn khi nào mới chết đây. Thôi xong. Nó xuống rồi anh em ạ. Ui từ từ anh ơi. Một viên này. Ui từ anh ơi. Hai viên rồi. Ôi ba viên trên nóc. Thôi thôi không được không được không được. AK AK. Mẹ giáp ba trâu lắm, mình phải rút AK ra mình đỡ. Không thì sấp mặt đấy, không đùa được đâu. À tầng 1 kìa. Đây rồi SLR à. Từ từ. Ui thôi sao, nó công ra luôn à, gắt vậy. Này thì công ra này. Ơ. Ủa. Một viên này, ông thần này. Tếu vậy. Ui sao ông này hồ báo thế. Thôi. Ủa như ông này biết mình cầm lục hay sao ấy nhở? Sao hổ báo vậy? Mình mà cầm được AR... Ôi thôi xong. Từ từ. Ui, trời ơi, quả đấy ấn nhầm. Mẹ còn tí chết. Rồi, thêm viên nữa này. Anh ơi, tha em anh ơi. Cho em hồi máu. Mẹ. À, lùi rồi, lùi rồi. Ôi, từ từ. Thôi bình tĩnh, hồi máu trước đã. Không chắc ăn.
Sao lại chạy rồi? Lừa mình một lúc, bây giờ lại chạy rồi. Ông này nhìn tếu thật. Này thì nhìn để thêm một viên nữa rồi. Ba viên rồi. À, công ra này rồi, bốn viên là chết nhá. Chẳng nhẽ bốn viên lại không chết, vô lý lắm. Đùa chứ, cầm cây lục này gắn nó sẽ lần vào bắn buồn cười thật, còn gặp mấy ông như thế này nữa còn buồn cười thêm, không bắn được anh em ạ. Đứng chân sau lưng mình. Bắt hai người đây. À, boss hay sao ấy, vãi trưởng, con boss này nó cứ ra nó hù mình thôi, khốn nạn đấy. Đây đúng không, con boss này, ra đây. Boss này bị ngáo à? À đùng, ủa sao mất nhiều máu vậy? Người à? Ui, vãi trưởng người anh em ạ. Trời ơi, vậy mà mình tưởng boss, me, đúng là ngu người. Ui, đau tê, me bè rồ tầm gần, đau vậy. Vừa phải thôi. Khoai rồi. Để xem nào. Bây giờ không thể nào mà công vào được nhỉ. Chạy đi đâu đây? Ôi. Lâm dầm. Định công ra ngoài luôn à? Ra ngoài rồi. Á đục. Ui ông này bắn giáp tê. Bay giáp mất rồi. Đùa. Cái kìa, thanh niên kìa. Ông này không khác gì cả ông lúc nãy luôn. Một viên này. Rồi chạy đâu? Chạy à? Thêm một viên nữa này. Rồi lại thêm viên nữa này, ba viên rồi anh em ạ. Ông này cần một viên nữa thôi. Chắc là đang đứng sau nhà hồi máu này. Đây. Chưa hồi mà, ôi tôi xong rồi. Tiếp thế còn lại bắn lại hụt với nhỏ chứ. Đang quấn bên đít anh em ạ. Nhất quyết là không được cho ông này hồi máu. À, có giáp 2 này. Đây đây, đang cắn phớt này. Này thì cắn phớt này. Hấp dẫn. Ui, 28x luôn, ông này giàu nha. Được lại bạn ơi. Rồi, mình sẽ cố mình lùa. Ô, bị bắn này kìa. Thanh niên này bị tên trong khu nhà bắn hay sao ấy. Ui, tên này bắn gắt đấy, không đùa được. Thôi kệ đi, mình sẽ tiếp tục dí thanh niên trước mặt. Bắn mình luôn kìa. Đùa gắt vậy. À, dừng ngay khu nhà này rồi. Ôi, có xe nữa này. Ui, khu vực này đông người thế. Kìa kìa, thôi bỏ đi. Mình sẽ tìm cách mình giết cái tên trong nhà này trước đã. Đây. Trong nhà vệ sinh đúng không? Nhìn này. Ngoài bắn gắt vậy. Ui thôi xong rồi. Ông này tỉnh đấy, không được rồi. Ông này tỉnh lắm anh em ạ, rút AK ra giết thôi. Này thì tỉnh với chúng tôi này, đùa. Nó nghe được tiếng mình bơm phớt nha. Anh quyết định công ra luôn. Gắt thật đấy. Đùa chứ mình cầm lục thôi mà sao mấy ông này chạy nhanh thế. À dừng. Ủa, có hai xe luôn này. Rồi bị bắn sấp mặt rồi, cái tội công nhà này, khí đột. Thêm một viên nữa rồi, ông này yếu rồi. Từ từ. Tên này chắc là đang hồi máu sau bờ tường thôi, mình sẽ qua đây mình móc. À đây này. Cái tên trong nhà, một viên này. Đùa. À tên khí đột chạy sang nhà bên kia rồi. Chạy nhanh thế. Từ từ đã, mình sẽ bắn cái gì đây. Ô, sao lại có xe đâm lên đây. Ui, vãi trưởng, nhà này có hai tên luôn. Ui, tôi xong rồi, gãy rồi. Thôi. Ui, nó ngay đây này. Từ từ anh ơi. Vãi trưởng, vậy là nhà này có hai tên từ trước rồi. Một tên tầng 1, một tên tầng 2 luôn này. Vãi trưởng thật. Còn tí nữa là chết ngu người rồi. May mà mình chạy kịp không thì sắp mặt. Đây này, cái tên này, ngay trước mặt mình này. Được rồi, mình sẽ ốp bom tên này luôn. Gặp mấy ông này thật sự bắn rất là gắt, cầm lục thì hơi khó đấy. Phải sử dụng bom thôi. Rồi, một tên nằm xuống này.
còn tên tầng 2 nữa thôi. Thanh niên cầm Vector với lại M4. Vậy là cái ông trên tầng là cầm M249 à? Mới gắt đấy. Tên này lại còn dùng xe chặn cầu thang lên chứ. Khôn thế nhở. Đùa. Vậy sao chơi? Khoai rồi. Một tên lại còn bộ đồ rơm ngay bên nhà bên cạnh nữa cơ. Trời ơi, khu nhà này giữa bo luôn anh em ạ. À, cái tên kia vẫn đang ngó mình kìa, được rồi. Rút AK ra, giết luôn này, rồi. Bây giờ còn một tên tầng 2 nữa thôi. Đùa. Ông thần này. Quyết định gọi là cố thủ lên trên tầng 2 luôn. Chạy lọc cọc này, mình xem nào. Đây, đang chạy trước mặt này. Sang bên này này. Lần này thì lên bảng này. Ô, vậy mà không chết à? Trời ơi, muốn leo lên được mà không lên được anh em ạ. Thế mới nhọ chứ. Được rồi. Ui, tiếng súng sau lưng. Đây, vẫn đang còn bom này. Ốp, thêm quả bom nữa. À, chạy vào rồi. Vậy mà không chết nhở. Ông này tỉnh đấy. Cứ mỗi lần mà mình rút chất bom ra thì lại chạy liền. Lại chạy vào này. Lần này thì chết không? Vẫn không chết anh em ạ. Nhưng vẫn đang còn một quả bom nữa. Đùa cái tên này. Lầy thế nhờ, không chịu xuống dưới bắn nhau với mình. Á đồ. Ui. Nó đứng trước mặt mình à? Vậy mà mình tưởng tầng 2 cơ. Mẹ tí hẹo. Ôi thôi, nó xuống rồi. Không được, rút AK ra thôi. Trời ơi. Mẹ gặp mấy ông thần này. Đau tim vãi cả trường ra. Có đấy, bắt buộc mình phải rút AK ra rồi. Tại vì giáp thì cũng đã mất rồi. Tên này thì nó lại tinh vi nữa. Khoai phết đấy. Ok. Vâng, sau một hồi gọi là vật lộn với lại cái chỗ khu vực này thì mình cũng đã clear được rồi. Bây giờ tìm cách làm sao mà leo được lên trên nóc nhà này. Mình thủ này, nhà này trong bo nữa. Đẹp thế nhở, nhưng mà lại không biết chỗ nào lên được nhở. Nó dùng xe nó chặn cụ mất rồi. À, tiếng súng bên này này. Hay là mình thử quăng bom. Không biết là xe bị bật ra không nhở. Thử xem. Ôi không bật à. Vãi trường thật. Thôi. Mình sẽ lại mình canh cái tiếng súng ở bên này. Cứ kệ bọn sau lưng đi, bọn ở trong bo mình cứ kệ đi. Canh mấy cái tên ngoài bo trước. Ở đây, một tên nằm này. Chuẩn rồi. Này thì nằm. Rồi chạy rồi, lóp góp dậy rồi. Cầm lục này bắn xa thật sự nó rất là khắm bựa luôn. À đúng rồi, ông này có bộ đồ rơm này. Mình sẽ nhặt tí nữa mình vào giữa bo mình nằm. Tên kia chạy đâu ấy nhờ. À đây này. Chạy vào bo này. Cầm lục. Úi dồi ôi, công phượng kìa. Một viên này, hai viên rồi. Chạy kìa. Nhìn tếu vậy. Ủa thôi. Rồi, nó nhìn thấy mình rồi. Này thì nhìn này. Ui. Ui vãi trưởng ạ. Ba tên nữa. Có lẽ là ba tên trước mặt mình luôn. Nãy giờ toàn nghe tiếng súng trong bo thôi. Ui, xác mấy ông này không còn bom nhỉ. Bây giờ sẽ đi check vòng bo xem như thế nào. Để xem coi
có ông nào nằm không. Ui, cái chỗ này thật sự là mình cũng hơi hơi sợ một chút, cứ sợ nó nằm gần đây. À đây, bộ đồ rơm này, rồi một thanh niên chết luôn. Khu nhà này khả năng cao là trong khu nhà anh em ạ. Gần hết pin rồi, kết thúc nhanh nào. Hai tên nữa, lên xe và đi càn quét. Nằm đâu rồi? Ôi, ui, thôi xong. Ui, nó nằm ngay đây kìa, vãi cả trường ạ. Tiếc thế nhở, trời ơi, có hai tên thôi mẹ, gặp đúng cái thanh niên nó nằm ngay trước mặt mình, nó bắn mình rụng xe luôn. Hơi nhợ rồi.